Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Actuary Podcast, podcast đầu tiên bằng tiếng Việt về Actuary với mong muốn lan tỏa các ngành nghề đến với các bậc phụ huynh và các bạn trẻ quan tâm đến Actuary Science. Mỗi season sẽ đưa các bạn đến với các khía cạnh khác nhau về ngành Actuary để giúp các bạn có một cái nhìn đa chiều và chân thực nhất về ngành. Hàng tuần tham gia trò chuyện cùng chúng mình là một nhân vật khách mời, người Việt Nam hiện đang theo học và làm việc tại lĩnh vực Actuary trên toàn thế giới. Để tiếp nối với hành trình trở thành Actuary trong season 2 mang tên Global Actuary này, chúng ta hãy cùng trò chuyện với 5 vị khách mời hiện đang làm việc tại 5 đất nước khác nhau và cùng tìm hiểu về cơ hội việc làm và thị trường Actuary ở những đất nước này nhé. Các bạn đừng quên gia nhập vào cộng đồng Actuary Việt Nam trên Facebook để liên hệ trực tiếp với các khách mời và không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào của tụi mình nhé. Và bây giờ chúng mình cùng bắt đầu thôi. Mình là Jane và chào mừng các bạn đã đến với Actuary Podcast. Trong tập đầu tiên của season 2 này, tụi mình sẽ mang các bạn đến với đất nước Anh thông qua vị khách mời Nguyễn Thái Nam. Nam hiện đã tốt nghiệp Đại học London School of Economics và thạc sĩ tại Cambridge University và hiện tại đang làm Pricing Actuary cho Access Reinsurance thuộc Pacific Life UK. Nam cũng là một thành viên chính thức Fellowship của Hiệp hội Actuary tại Anh, IFOA. Xin chào Nam và cảm ơn cậu đã dành thời gian cho Actuary Podcast ngày hôm nay. Xin chào Duyên, xin chào mọi người. Để bắt đầu thì Nam có thể giới thiệu qua một chút về mình được không? Và nếu không làm Actuary thì cậu sẽ làm gì? Mình tên là Nam, mình học và làm việc ở Anh được khoảng 10 năm rồi. Thì hiện tại thì mình đang làm cho công ty tái bảo hiểm tên là Pacific Life. Và công việc chính của mình thì là về định giá và đầu tư. Về câu hỏi nếu mà không làm Actuary mình muốn làm gì thì có lẽ là mình sẽ muốn làm cầu thủ đá bóng nếu mà khả năng cho phép bởi vì mình rất là đam mê đá bóng. Thế cậu thích đội nào nhất? Mình thích Arsenal. Ok, thế còn cầu thủ favorite thì sao? Cầu thủ mình thích nhất thì lại là Cristiano Ronaldo. Ok, to be honest thì Jane cũng không biết gì nhiều về bóng đá cho nên là không thể hỏi nhiều hơn. Nhưng mà rất là thú vị khi nghe Nam kể chuyện là nếu không phải làm Actuary thì cậu lại làm cầu thủ bóng đá. Thật là một câu trả lời rất là bất ngờ luôn. Rồi thế bây giờ công việc chính của cậu, cậu vừa nói là cậu đang làm cho công ty tái bảo hiểm Pacific Life. Thì công việc chính của cậu ở bên đấy bây giờ đang làm gì? Như mình đã nói thì mình mảng chính của mình làm là về định phí, tức là pricing và đầu tư. Thì để giải thích một cách ngắn gọn thì công ty tái bảo hiểm thì khách hàng chính của mình là công ty bảo hiểm ấy. Thì họ sẽ chuyển trách nhiệm đối với những người mua bảo hiểm sang công ty của mình. Có nghĩa là thay vì công ty bảo hiểm sẽ phải trả những khoản phí cho khách hàng cá nhân thì bây giờ công ty tái bảo hiểm sẽ phải làm việc đó. Nhưng mà đổi lại thì công ty bảo hiểm sẽ trả cho công ty của mình một khoản phí lúc đầu. Thế thì việc của mình là định phí xem là mình sẽ đánh giá cái rủi ro của những cái khách hàng đấy và sẽ tính toán xem là cái phí lúc đầu mà công ty bảo hiểm phải trả lại công ty của mình là bao nhiêu. Sau đó thì mình cũng sẽ phải cân nhắc và tính toán xem là cái phí đó thì mình sẽ dùng như thế nào, mình sẽ đầu tư vào tài sản gì. Bởi vì nếu mà bạn chỉ công ty bảo hiểm mà chỉ giữ tiền trong ngân hàng thì nó sẽ không có lợi nhuận cao. Thế thì đấy, thì việc của mình sẽ là phải xem xét xem là đánh giá cái mức độ rủi ro của cái hợp đồng và mình sẽ phải xem là đầu tư cái khoản tiền đó vào tài sản gì thì là hợp lý nhất. Thế là cậu làm cả hai mảng, một là định giá sản phẩm, hai là cậu làm cả đầu tư luôn. Đúng rồi, mình sẽ phải xem là mình sẽ định đầu tư vào cái gì. Sau đó thì mình sẽ tính xem là cái giá mà bên kia phải trả cho mình là bao nhiêu thì hợp lý. Nên là sẽ hai cái nó sẽ phải phải liên kết với nhau. Mình nghĩ là cái role của mình là khá là non-traditional ấy. Bởi vì thường thì mọi người sẽ làm có thể là pricing hoặc valuation, nhưng mà bây giờ thì mình làm thiên về hướng đầu tư một chút nữa thì cũng hơi non-traditional. Vậy pricing của công ty bảo hiểm nhân thọ Life Insurance với lại pricing của công ty tái bảo hiểm thì khác nhau như thế nào? Nghĩa là bởi vì reinsurance thì là công ty kiểu B2B, nghĩa là sẽ làm việc với business, thì khách hàng của công ty tái bảo hiểm ấy, thì sẽ thường là ở nhiều quốc gia khác nhau. Đúng không? Ví dụ như kiểu một công ty bảo hiểm bình thường thì họ sẽ có thể là nhắm tới đối tượng khách hàng ở một đất nước nào đó hoặc là một vùng lãnh thổ nào đó. Nhưng mà công ty tái bảo hiểm ấy, thì để muốn đa dạng hóa được cái rủi ro của mình thì họ thường muốn là có khách hàng tại nhiều quốc gia khác nhau. Thì
Vì thế nên là cái dữ liệu mà mình phải xử lý thì nó sẽ nhiều hơn, và mỗi khách hàng ở những quốc gia khác nhau thì họ lại có những cái luật pháp này, có những cái quy định cụ thể đối với công ty của họ trong cái vùng lãnh thổ đó, nên là nó sẽ mang tính vĩ mô nhiều hơn một chút, bởi vì mình phải hiểu được cái luật pháp này, hiểu được những cái quy định của từng quốc gia, từng lãnh thổ để mình có thể giúp khách hàng của mình một cách tốt nhất. Ok. Vậy tại sao cậu lại lựa chọn làm reinsurance? Lý do đầu tiên thì bởi vì mình trước đây mình có kinh nghiệm làm cho Prudential, là một công ty về nhân thọ truyền thống, thì mình cũng muốn thử xem là là làm tái bảo hiểm sẽ như thế nào. Thì đấy, thì khi mà mình làm tái bảo hiểm thì mình thấy là công việc này nó vĩ mô hơn một chút, và nó có nhiều cơ hội để làm việc với nhiều người ở những quốc gia lãnh thổ khác nhau. Ví dụ mình lấy một ví dụ như này, ví dụ như bây giờ thì các công ty khách hàng của mình thì thường phần lớn là ở Anh, bởi vì công ty con của Pacific Life là ở Anh. Nhưng mà về việc đầu tư tài sản thì ví dụ dạo gần đây thì bọn mình sẽ hướng đầu tư sang bên tài sản ở bên Mỹ, bởi vì mình nghĩ là cái lợi nhuận ở bên đó cao hơn. Đấy, thì đấy mình sẽ phải làm việc với công ty mẹ là những người nhà đầu tư ở Mỹ để xem sẽ mua những cái tài sản gì. Nhưng mà trụ sở công ty con thì lại đặt ở Bermuda, có nghĩa là một cái hòn đảo nó rất là thân thiện với các công ty bảo hiểm. Thế thì thì mình thấy là mình có cơ hội làm việc ở rất là với những người ở nhiều vùng quốc gia lãnh thổ khác nhau, thì mình thấy là interesting, bởi vì có những cái luật pháp này, về những quy định nó rất là khác nhau, thì mình phải hiểu được tất cả những cái đó, và mình làm sao phải phải tổng dung hòa được tất cả những cái đó để mình có thể nghĩ ra được một cái sản phẩm phù hợp nhất mà có thể là gọi là gì, hài lòng tất cả các bên. Thì mình thấy đấy là cái hay nhất mà mình làm ở đây. Thế cái khó khăn của công việc làm khi cậu làm reinsurance này, cậu cảm thấy điều gì là khó nhất? Đối với mình thì bởi vì là nhất là bởi vì mình phải làm việc với nhiều bên tại nhiều quốc gia khác nhau, thì đấy, cái khó nhất là mình phải hiểu được tất cả những cái khác biệt trong trong những cái luật pháp, những cái quy định. Đấy là một cái. Cái thứ hai có nghĩa là về vấn đề thời gian, thì bởi vì nhiều khi mình phải họp với cả mọi người ở các time zone khác nhau, thì nhiều khi phải họp muộn này, có thể là phải họp tối hoặc có thể họp sáng sớm. Thì đấy là một trong những cái mà có lẽ là challenging nhất đối với mình. Thế là cái cậu thích nhất là việc làm với nhiều vùng lĩnh vực khác nhau thì cũng lại là cái khó nhất đấy à? Đúng thế. là cái cảm thấy challenging nhất này. Thế ngày xưa thì được biết là cậu tốt nghiệp đại học chuyên ngành toán và kinh tế, Mathematics and Economics tại LSE London School of Economics, và thạc sĩ kỹ sư tài chính Financial Engineering tại Cambridge. Vậy điều gì đã khiến cậu có quyết định chuyển sang làm actuary vậy? Thứ nhất là bởi vì là thực ra thì những cái mình học và những cái mình làm thì nó cũng rất là gọi là giống nhau, đúng không? Bởi vì khi làm actuary thì bạn cũng cần biết toán này, tài chính này, kinh tế này, thì nó cũng rất là kiểu overlap nhiều mà. Nhưng mà có lẽ là cái câu hỏi là tại sao mình muốn làm actuary thay vì làm kiểu như tài chính truyền thống, thì có lẽ là bởi vì là actuary thì mình thấy là mình công việc rất là hấp dẫn, mình có thể dùng nhiều toán hơn, và công việc lại không stressful như nhiều khi như làm như tài chính hoặc banking. Đấy là hai cái mà mình thấy là rất khác biệt. Công việc rất hấp dẫn nhưng mà không cảm thấy, mọi người không cảm thấy quá stressful. Cũng giống như việc cũng giống như kiểu như có thể như là làm như software engineering chẳng hạn, mọi người cũng thấy rất là interesting nhưng mà không quá stressful. Thì mình nghĩ là actuary cũng có phần tương đồng. Jane lại tưởng là làm actuary rất là stressful ấy, mà lại cậu lại compare với lại những công việc như kiểu banking mà lại không bằng nữa, thì công nhận là lần đầu tiên thì có người nói thế đấy. Mình nghĩ thế, mình nghĩ là nó hơi giống về kiểu môi trường làm việc, có thể hơi giống với software engineering hơn một chút là banking thì môi trường nó hơi stressful hơn. Vậy thì so với các nước khác thì theo cậu học và làm actuary tại UK thì có lợi thế gì nhất? Nhất là về vấn đề học đi, thì học ở UK thì sẽ có một số trường đào tạo rất là
gọi là riêng biệt về actuary này. Họ sẽ dạy actuary như là một cái bằng ở đại học. Thì lợi thế là việc là nếu mà bạn học cái bằng đó thì bạn sẽ có lợi thế hơn về kiểu thi exam sau này. Bạn sẽ được miễn một số bài và sẽ kiểu và sẽ có thể qualify nhanh hơn. Còn về việc làm actuary ở UK thì bởi vì UK thì cái thị trường này nó đã phát triển rất là lâu rồi. Thế là tất cả những cái mảng mà hiện có thì nó rất là mature, có nghĩa là nó rất là trưởng thành, rất nhiều cơ hội để những cái công việc khác nhau bạn có thể lựa chọn cho actuary. Ví dụ như một ví dụ như kiểu công việc của mình là một cái rất là khá là non-traditional actuary. Thì thường thì những ở những quốc gia như UK hoặc US thì cái công việc non-traditional như mình sẽ nhiều hơn, nghĩa là có nhiều lựa chọn cho bạn hơn. Ok, vậy bây giờ mà ở UK thì làm actuary, những người học actuary đi, thì những người học actuary đấy có khả năng làm được những công việc như thế nào? Bởi vì cái thị trường này rất là phát triển nên là thường tất cả những cái công việc liên quan actuary thì bên này đều có cả, nên là bạn có thể làm bất cứ thì từ pricing, traditional pricing này, valuation này, thể đến kể cả investment nữa, hoặc có thể là làm cho công ty như kiểu công ty không phải công ty bảo hiểm, ví dụ như là những cái quỹ lương hưu này, có thể làm cho banking này, có thể làm cho nhiều nghĩa là rất nhiều lựa chọn công việc và những công ty khác nhau, không chỉ là bảo hiểm. Thế là học actuary ra ngoài làm cho các công ty bảo hiểm thì mình có thể làm cho cả các quỹ đầu tư, các bank đúng rồi, hay là cả các công ty consulting khác nữa. Đúng rồi. Bởi vì là bên này thì bởi vì thực ra ở Việt Nam, ví dụ nước như Việt Nam thì về mặt đầu tư đi thì mình rất là bị hạn chế. Ví dụ như kiểu công ty bảo hiểm chỉ có thể được mua trái phiếu chính phủ thôi, thì không có quá nhiều lựa chọn về việc là phải đầu tư như thế nào. Nhưng mà bên này thì mọi thứ được tự do hơn bởi vì nó phát triển hơn và có nhiều hướng để đầu tư hơn, thì dẫn đến vì thế nên là dẫn đến việc là những cái demand for actuary mà ngoài công ty bảo hiểm thì sẽ nhiều hơn. Ok. Vậy theo cậu môi trường làm việc ở UK như thế nào, có áp lực không? Tức là sẽ so với cả việc khác nữa, nhưng mà mình nghĩ là công việc ở UK thì không phải quá áp lực, mình nghĩ thế. Bởi vì một cái selling point của cái actuary này là cái work-life balance rất là tốt. Ví dụ như kiểu khi mà một công ty bảo hiểm về một cái trường đại học mà để kiểu như gọi là thuyết phục mọi người tại sao lại làm actuary, thì cái việc đầu tiên, một trong những cái selling point sẽ là ví dụ như kiểu compared to banking sẽ là cái work-life balance rất là tốt. Ok. Thế bình thường cậu làm việc đến mấy giờ? Mình thì hơi khác một chút bởi vì như mình đã nói thì mình phải làm với cả những người ở nước khác nữa, thì có thể thỉnh thoảng mình phải họp muộn, nhưng mình có thể nhưng mà như một ngày bình thường của mình thì sẽ là từ 9 giờ đến khoảng 6 giờ tối. Có thể là nếu mà hôm nào mà mình phải họp muộn buổi tối thì mình sẽ nghỉ sớm hơn một chút, sau đó buổi tối thì mình sẽ họp với cả người ở bên Mỹ hoặc là ở Bermuda. Ok, thì OT thì có nhiều không? Cũng tùy vào project, tùy vào gọi là transaction với cả client. Nhưng mà thường thì một transaction thì sẽ kéo dài khoảng vài tháng, nên là nghĩa là nếu mà mình có thể plan trước được mọi việc thì có thể là sẽ bận một chút ở giai đoạn cuối, nhưng mà về overall thì sẽ là có thể manageable, nghĩa là có thể sắp xếp được, không phải quá bận. Ok. Lạ ha, ở UK làm actuary lại còn không quá bận. Nhưng mà cậu có biết là ở Việt Nam ấy, các bạn actuary mà có một số các công ty ở Việt Nam, công ty lớn ở Việt Nam ấy, các bạn actuary thường toàn phải làm đến 9-10 giờ thôi. Đấy là chuyện bình thường á. Hoặc là even là các nước khác, hầu như là actuary thường là sẽ phải làm OT rất là nhiều, kiểu work 10 giờ một ngày á. Mình nghĩ là có thể là ở như Việt Nam chẳng hạn thì một công ty thì sẽ có rất là ít actuary ấy, thì trách nhiệm sẽ dồn rất là nhiều cho những người như thế. Hoặc cả nước khác cũng thế, nhưng mà có thể ở UK thì môi trường đã phát triển hơn và một công ty thì sẽ có nhiều actuary hơn, nên là công việc được chia sẻ cho mọi người một cách có thể gọi là đều hơn và có thể đỡ hơn. Công nhận, đúng, cái đấy thì đúng thật. Ok, vậy thì cậu đánh giá gì về cạnh tranh của thị trường actuary hiện tại ở UK? Nếu mà có backup bằng data được cho bọn mình thì tốt nhé. Đối với học sinh sinh viên, đúng không, khi mà ví dụ như kiểu bạn muốn bắt đầu một công việc entry level là actuary thì bên mình ở UK thì có khoảng tầm khoảng
400 công ty bảo hiểm hoặc là 400 công ty mà cần actuary thì mình nghĩ là sẽ có khoảng đâu đó khoảng mỗi năm cho học sinh mới ra trường thì đâu đó khoảng 1.000 đến khoảng gần 2.000 vị trí. Thì theo thống kê thì có lẽ là khoảng tầm sẽ cần phải có khoảng 8 đến 10.000 gọi là application cho những cái vị trí đó thì cũng khá là competitive. Nhưng mà có thể là supply nhiều hơn mà demand cũng nhiều hơn. Nhưng mà mình nghĩ là một cái gọi là cái mà cái khó khăn nhất của actuary có nghĩa là bạn phải xác định là bạn sẽ phải gắn bó với cái việc này khá lâu dài. Bởi vì sao? Bởi vì bạn sẽ phải nhất định là bạn sẽ phải học này, cái bằng actuary và bạn xác định phải mất vài năm để học. Thế thì như các việc khác thì ví dụ như bạn làm một năm bạn không thích thì bạn có thể chuyển, đúng không? Nhưng mà actuary thì thường là bạn sẽ phải có một cái commitment ngay lúc đầu là mình có sẵn sàng để mình bỏ thời gian mấy năm để mình theo cái bằng này không. Thế thì cái việc đó thôi thì đã có gọi là một cái filter có thể loại rất nhiều người rồi, bởi vì nhiều người sẽ không muốn make a commitment như thế. Thì mình nghĩ đấy là một cái gọi là cạnh tranh nhất ở anh. Ok. Cậu thì theo học hiệp hội nào và cậu mất bao nhiêu lâu để trở thành thành viên chính thức, là học xong cái fellowship ạ? Mình thì theo hiệp hội của anh, theo truyền thống của anh, và mình mất khoảng hơn 3 năm để gọi là qualify. Thế là trong 3 năm đấy là kiểu gọi là học ngày học đêm nha. Không, cũng không đến nỗi thế đâu, bởi vì thực ra thì có một cái rất là lợi thế ở anh, đấy là các công ty, và các công ty thì tạo điều kiện rất là lớn cho những người vừa gọi là mới ra trường và học cái bằng như mình. Bởi vì là mình có thể nói ví dụ như là mỗi tuần thì các công ty đã cho mình nghỉ một ngày này để học này. Và có thể là sẽ tổ chức những cái lớp để những người thi cùng nhau có thể học cái lớp đó, có người dạy, và có thể những cái buổi học nhóm, có thể những buổi thi thử này. Thế là cái môi trường về việc để cho support cho những mọi người học cái qualification này thì rất là tốt. Thì đấy cũng nghĩa là cái điểm cộng lớn nhất ở UK nếu mà bạn theo actuary. Mình biết là ở một số nước khác thì sẽ không được những cái ưu đãi như thế. Nghĩa là bạn vẫn vừa học vừa làm này, rồi bạn phải có thể nhiều khi phải tự xin ngày nghỉ để học hoặc là để thi. Thì bên mình thì bên ở UK thì ngược lại thì nó rất là support cái việc như thế. Thế nên đấy là lý do mình sao mình nói là ở work life balance của cái việc actuary này nó khá là tốt ở UK. Có thể nếu mà ở nước khác mà bạn phải vừa học vừa làm thì đúng là nó sẽ rất là vất vả. Công nhận hôm trong season 1 bọn mình có phỏng vấn một bạn là actuary qualify vào năm 27 tuổi. Thế mà bạn ấy kể luôn là trong vòng 4 năm đầu tiên đi làm ấy, bạn ấy là không có social life at all ấy, là bạn ấy chỉ có đi học và đi làm thôi, không chơi bời gì hết. Bởi vì là ngoài thời gian làm ra thì thời gian học cũng rất là nhiều ấy, nên là nghe cậu nói thế thì đúng là những năm đầu ở UK còn đơn giản hơn là những năm đầu là mastery ở Việt Nam nhiều. Mình nghĩ là cũng hợp lý, bởi vì thực ra nếu mà bạn mà quá là, nghĩa là nếu bạn không có thời gian để thư giãn giải trí thì cái bất lợi là khi bạn quay lại làm việc thì nó sẽ không hiệu quả như thế nữa. Nên là nhiều khi là có thể là công ty sẽ cho một ngày nghỉ để học và cân đối, có thời gian để đi chơi, có thời gian để giải trí. Thì sau đấy thì bạn làm việc có thể là 4 ngày thôi nhưng mà hiệu quả lại có thể nhiều hơn so với 5 ngày. Cũng đúng, công nhận cũng đúng luôn. Thế còn cạnh tranh của những người mà có kinh nghiệm ở actuary ở UK thì sao? Về việc cạnh tranh thì thường thì mình nghĩ là về vấn đề này thì khi mà bạn đã có kinh nghiệm ở một mảng cụ thể nào đó thì thị trường này sẽ khá là nhỏ. Nên là nếu bạn có kinh nghiệm ở mảng cụ thể nào đó thì cái việc mà chuyển sang công ty khác thì không gọi là quá khó, mình nghĩ thế. Bởi vì thực ra cái market về actuary mặc dù ở UK là lớn hơn những nước khác nhưng mà về actuary nói chung thì thường khá là nhỏ, nên là demand cho actuary thì rất là lớn. Nên là đối với mình thì mình nghĩ là nếu bây giờ mình muốn chuyển sang một công ty khác thì cũng không quá khó để tìm một công việc như thế. Về demand thì thường các công ty ở bên này thì vẫn là rất là đang gọi là thiếu actuary. Thế là nhu cầu là lúc nào cũng có các actuary, dành cho các actuary có kinh nghiệm. Khi mình đã có kinh nghiệm thì chuyển từ công ty này sang công ty khác thì không quá khó, là nhu cầu lúc nào trên thị trường cũng có. Đúng vậy, và kể cả là có thể chuyển từ nước này sang nước khác.
Tất nhiên sẽ có một số cái khó khăn về việc, bởi vì thứ nhất là về cái bảo hiểm này thì cái vấn đề lớn nhất là về luật pháp ở mỗi nước nó sẽ khác nhau, và đấy là một cái trở ngại lớn nhất. Nhưng mà nếu mà ngoài cái đó ra thì về cái kỹ năng này, về những cái skill mình có, thì khi bạn đã có kinh nghiệm actuary thì mình gần như là có thể làm ở bất cứ nơi đâu. Và mình nhìn thấy rất nhiều người chuyển từ Anh sang các nước khác như châu Á này, có thể là Úc này, có thể là Mỹ này, một cách rất là dễ dàng. Thế cậu có thấy mọi người chuyển từ nước khác sang Anh không? Ví dụ ở Anh có nhiều expat không? Mình thấy nhiều nhất thì có rất là nhiều, bởi vì mình thấy một số nước như kiểu Ấn Độ này thì sẽ có rất nhiều người chuyển sang đây, hoặc là người từ Mỹ hoặc từ Úc chuyển sang đây cũng khá là nhiều. Mỹ và Úc và Ấn Độ mọi người chuyển sang. Thế để sang được UK ấy, ví dụ như là mà mọi người có nhu cầu hoặc là có định hướng đi, muốn một ngày không xa, tương lai là có thể sang UK làm actuary được, thì theo cậu thì mọi người có điều gì bắt buộc, hoặc có điều gì mọi người có nghĩa là cần, ví dụ như là mọi người có bắt buộc phải theo IFOA không chẳng hạn, hoặc là hay là mọi người cần phải làm thế nào để mọi người có thể chuẩn bị cho cái hành trình sang Anh nếu như mà muốn sang? Thì mình nghĩ là về gọi là bắt buộc thì cũng không có gì bắt buộc quá, nhưng mà sẽ có một số lợi thế nếu bạn ví dụ như bạn theo IFOA thì sẽ có lợi thế. Bởi vì sao? Bởi vì cái chương trình học của IFOA thì sẽ rất là liên quan đến cái luật pháp này, những cái quy định về ngành bảo hiểm, về ngành actuary ở bên UK, thì sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về môi trường làm việc, về những cái quy định luật pháp đó, thì sẽ là một cái lợi thế lớn. IFOA sẽ là một cái lợi thế nếu mà bạn học theo cái hiệp hội đó. Cái thứ hai là một hướng mà mình thấy rất nhiều người từ những nước khác chuyển sang UK, đấy là họ sẽ bắt đầu làm việc cho một công ty ở UK, nhưng mà có một trụ sở ở nước khác. Ví dụ mình nói như kiểu Ấn Độ chẳng hạn, thì mình thấy rất là nhiều người chuyển sang như thế. Thì nếu bạn có thể là bắt đầu công việc của mình với một công ty đa quốc gia mà có trụ sở ở UK, thì bạn có thể bắt đầu công việc từ đó, và sẽ rất là dễ sau một vài năm. Nếu bạn hiểu công việc, mình quen với công việc đó, thì khi mà có một cái vị trí trống ở bên UK thì mình thấy rất là nhiều người chuyển sang từ các nước khác. Ok, hay ha. Cũng đúng, đấy cũng là một cách nhỉ. Ok, vậy thì season này tụi mình season này là season về Global Actuary, vậy nên là tụi mình sẽ hỏi tất cả các khách mời có hai câu hỏi tụi mình hỏi. Câu thứ nhất là theo cậu thì người Việt làm actuary có lợi thế gì tại UK cũng như là các thị trường quốc tế khác? Về người Việt thì mình thấy là cái actuary này có một cái khó khăn lúc đầu rất là lớn, đấy là exam, vì mình thi rất là nhiều. Thì mình thấy người Việt của mình thì có một lợi thế là mình sẽ đã quen với cái việc exam rồi, bởi vì cái giáo dục phổ thông thì làm quen với cả exam rất là nhiều, thì đấy có thể là một cái lợi thế ban đầu. Nếu bạn muốn làm actuary, nếu bạn quen với exam, bạn quen với những môn khoa học tự nhiên đi, thì đấy là một lợi thế ban đầu rất là lớn. Và khác là người Việt thì mình bản tính là rất là cần cù, chăm chỉ và thông minh nữa, nên là rất là dễ để làm việc liên quan đến kỹ thuật như là actuary. Có một số điểm có thể gọi là không phải điểm trừ, nhưng mà có thể một số điểm gọi là có thể bất lợi hơn một chút, là bởi vì thực ra là actuary thì ngoài những cái kỹ thuật, kiến thức kỹ thuật, thì mình phải có rất là nhiều những cái kỹ năng mềm, soft skill. Đấy mình có thể thấy nói là đấy là một cái điểm cơ bản nhất giữa actuary và những cái nghề khác như là software engineering hoặc là những cái nghề kỹ thuật khác. Bởi vì actuary thì bạn không chỉ cần phải giỏi về kỹ thuật này, mà bạn cần phải làm sao để diễn giải những cái kiến thức đấy cho những người mà không có actuarial background. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất, bảo hiểm chẳng hạn, thì nó là một cái sản phẩm rất là phức tạp, không phải ai cũng hiểu, và làm sao để mình giải thích được những cái đó cho những người không có background. Thế nên là để làm một người actuary tốt thì mình cần phải mình phải làm sao để cải thiện được cái kỹ năng mềm, cái kỹ năng mà có thể như là thuyết trình hoặc là soft skill cho nên là đấy là có thể là một những cái điểm mà người Việt mình gọi là có thể thiếu hơn so với những nước khác.
ok. Thế là cậu thấy người Việt mình lợi thế là rất là cần cù này, và rất là quen với các exam, rồi có nghĩa là thi exam sẽ rất là nhanh ạ. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Thế còn cái mà cậu cảm thấy mà gọi là điểm mà chưa được có lợi lắm, đấy là người Việt mình thì chưa quen với các cái soft skill khác, như là khả năng thuyết trình, rồi các khả năng diễn giải mà kiểu giải đúng thích rồi, dành cho những cái người mà không phải là ai cũng hiểu các ngôn ngữ chuyên ngành của actuary ấy, đúng không? Đúng rồi. Một trong những cái khó nhất của actuary đấy là diễn giải những cái kiến thức kỹ thuật cho những người không có actuary background. Đúng rồi. Thế là lý do vì sao mà actuary podcast sinh ra cũng thế đấy. Bọn mình challenge các cậu, giải thích công việc của các cậu dành cho những người mà không biết gì nhiều lắm về actuary như là tụi mình, để cho các bạn thính giả cũng nghe và mọi người có thể hiểu là actuary thật sự các cậu đang làm cái gì đấy. Ok, vậy thì câu hỏi thứ hai là theo cậu thì người Việt mình có thể chuẩn bị những điều gì trong hành trình trở thành một global actuary, có nghĩa là không có thể không ở UK, nhưng mà nếu như mọi người muốn tìm một cơ hội để sang bất kỳ một nước khác, thì theo cậu thì các bạn actuary người Việt mình có thể chuẩn bị những cái skill gì? Nghĩa là sẽ là có phải câu hỏi này sẽ đối tượng với những bạn đã đi làm actuary rồi nhưng ở Việt Nam đúng không? Hay là cả đối tượng là sẽ là học sinh sinh viên? Ừ, cả hai đi. Nếu mà là đối tượng học sinh sinh viên thì mình nghĩ là quan trọng nhất khi các bạn đi học đấy là bạn phải có kết quả học tập thật tốt này, tức là những môn khoa học tự nhiên, bởi vì actuary sau này thì sẽ cần rất là cần nhiều những kiến thức đó, thì đấy là cái quan trọng, mình nghĩ là một cái quan trọng nhất. Cái thứ hai là nếu bạn nghĩ là mình muốn làm actuary sau này thì mình nên tìm hiểu về cái công việc này và xem là họ làm những cái gì. Và nếu mà bạn nghĩ là mình sẽ theo học cái chứng chỉ này thì có thể lựa chọn sẽ là có thể một trong những cái hiệp hội lớn như kiểu có thể là UK hoặc là ở US. Và để nếu mà bạn muốn làm việc ở nhiều, có thể có cơ hội làm việc ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, thì mình nghĩ là bắt đầu công việc hoặc là có thể là nghĩ là xem mình có thể làm được công việc cho với một công ty đa quốc gia hay không. Đấy thì là một cái lợi thế rất là lớn, bởi vì khi mà bạn đã làm việc cho một công ty đa quốc gia thì việc chuyển từ nơi này sang nơi khác, nước này sang nước khác là một điều rất là dễ dàng, nhất là đối với actuary mình nghĩ thế. Và có lẽ là bạn cũng nên là có thể flexible, sẵn sàng làm việc với những môi trường mới, ví dụ như mình chẳng hạn, mình trước là làm môi trường chính là ở Anh thôi, nhưng mà sau này mà phải làm quen với những cái môi trường khác như ở cái luật pháp này, những quy định ở Mỹ chẳng hạn, thì lúc đầu rất là khó khăn, nhưng mà sau đấy thì mình sẽ có thể vượt qua được thôi, thì mình phải sẵn sàng với những cái việc đó. Ok, vậy Nam thì sao, cậu có dự định chuyển sang một đất nước khác hay là quay trở lại Việt Nam hay không? Về ngắn hạn thì mình vẫn đang muốn làm ở đây, bởi vì mình muốn đây là một cái ngành rất là mới ở bên, nghĩa là một cái mảng rất là mới ở UK, thì mình cũng muốn phát triển trong thời gian ngắn hạn, nhưng mà lâu dài thì mình rất là muốn quay lại Việt Nam và làm ở Việt Nam lâu dài. Ok, cảm ơn Nam nha. Cảm ơn Nam đã nhận lời làm khách mời cho tập đầu tiên của season 2 của chúng mình ngày hôm nay. Tụi mình chúc cậu tiến xa hơn nữa trong hành trình làm actuary của mình nha. Và hẹn gặp lại cậu một ngày không xa tại Việt Nam. Cảm ơn cậu. Cảm ơn Jen. Trong tập hôm nay thì Nam còn đề cập đến khái niệm tái bảo hiểm. Vì vậy trong phần outro của tập 1 này, chúng mình sẽ giải thích cho các bạn về khái niệm tái bảo hiểm này nhé. Tái bảo hiểm hay tiếng Anh còn gọi là reinsurance là công ty bảo hiểm cho những công ty bảo hiểm truyền thống. Như tụi mình cũng đã giải thích ở season 1, khi các bạn mua bảo hiểm là các bạn đã đưa một phần rủi ro của mình cho công ty bảo hiểm. Vậy nên các công ty bảo hiểm thực chất là đang chịu trách nhiệm cho rủi ro của bạn. Và các công ty này đến một lúc nào đó cũng sẽ có nhu cầu cần được bảo hiểm cho chính mình. Vì vậy các công ty tái bảo hiểm sinh ra nhằm mục đích chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ rủi ro từ công ty bảo hiểm gốc sang công ty tái bảo hiểm, qua đó có thể giảm thiểu được rủi ro hay trách nhiệm của mình. Trong một hợp đồng tái bảo hiểm, một công ty bảo hiểm sẽ phải trả phí cho công ty tái bảo hiểm. Đổi lại, các công ty bảo hiểm sẽ chuyển một phần trách nhiệm với khách hàng cho công ty tái bảo hiểm. Ví dụ như một công ty tái bảo hiểm ký hợp đồng chịu trách nhiệm 30% rủi ro, thì phần bồi thường trong một hợp đồng bảo hiểm sẽ được chi trả từ 70% từ công ty bảo hiểm gốc và 30% từ công ty tái bảo hiểm, vẫn đảm bảo cho khách hàng nhận được 100% giá trị bảo hiểm. Về hình thức, các công ty bảo hiểm gốc có thể tái bảo hiểm cho từng đơn vị bảo hiểm riêng lẻ.
cho tất cả các đơn vị bảo hiểm hoặc cho những đơn vị bảo hiểm được lựa chọn ra theo tiêu chí hợp đồng đã thỏa thuận. Mình có thể hiểu bảo hiểm là công ty bán lẻ, còn tái bảo hiểm sẽ giống như là công ty bán buôn ấy. Về công việc, công ty tái bảo hiểm thường phải làm việc với nhiều công ty bảo hiểm nên sẽ có nhiều dữ liệu hơn. Và các mô hình trong tái bảo hiểm dùng trong việc xử lý dữ liệu sẽ phức tạp hơn so với actuary của bảo hiểm rất nhiều. Các công ty tái bảo hiểm thường có khách hàng tại nhiều vùng quốc gia khác nhau, mục đích là để đa dạng hóa và giảm thiểu rủi ro. Mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ sẽ có những quy định khác nhau áp dụng cho các hoạt động bảo hiểm. Vì thế, actuary tại công ty tái bảo hiểm cần nắm được những khác biệt căn bản về luật pháp và quy định giữa các vùng lãnh thổ. Trên thế giới hiện nay, các công ty bảo hiểm hàng đầu về lĩnh vực tái bảo hiểm có thể kể đến như Swiss Re, Munich Re. Còn ở Việt Nam, hiện nay mới chỉ có hai công ty là Tổng Công ty Tái Bảo Hiểm Quốc gia Vinari và Công ty Tái Bảo Hiểm PVI là đảm nhận dịch vụ này. Vậy là tập đầu tiên của Season 2 của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau với một khách mời cực kỳ thú vị đến từ Canada nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!